Vì sao chúng ta không buông xuống được? Chúng ta coi những huyền tướng và giả tướng đều là thật, chẳng biết chúng là giả. Vì thế dấy lên tham luyện để duy chúng. Sanh khởi tâm tình yêu mến, đó là chuyện phiền phức. Dẫu đọc kinh giáo đã nhiều, Đức Phật đã vô số lần nhắc nhở chúng ta. Chúng ta biết những thứ ấy là giả, nhưng vẫn y như cũ, chẳng thể buông xuống được. Tình chấp quá sâu, tập khí phiền não quá nặng. Nhưng cần phải biết, không buông xuống quyết định sẽ chẳng thể thành công. Không buông xuống nhất định phải luân hồi trong lục đạo. Nghĩ đến chuyện này, chúng ta bèn chẳng dám không buông xuống. Vì sao? Không buông xuống sẽ rất khổ. Quý vị nói xem, làm người khổ quá đi thôi, đời này làm người, đời sau có thể làm thêm người nữa không? Chẳng dám chắc. Vì sao? Đức Phật đã nói rõ ràng, nếu muốn đời sau được làm thêm người, chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo tối thiểu phải đạt đến trung phẩm. Cũng tức là chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo, giống như được thầy chấm điểm trong nhà trường, tối thiểu chúng ta phải đạt được 70-80 điểm, đời sau mới hồng được mang thân người. Nếu quý vị có thể đạt được từ 90 điểm trở lên, hoặc đạt được 100 điểm, quý vị đạt tiêu chuẩn sanh vào cõi trời hoặc cõi người trong đời sau. 50 điểm khó bảo đảm, chẳng nhất định có thể được làm thứ người. Nói chung được 70-80 điểm mới kể là chắc chắn. Đời sau được làm thân người, chính chúng ta phải suy nghĩ. Quý vị đọc kinh thập thiện nghiệp đạo mấy lần, đối chiếu tự mình chấm điểm bản thân, xem có thể đạt đến 70-80 điểm hay không. Nếu cảm thấy chẳng được thì sẽ bị phiền phức to lớn. Cho nên chẳng biết đạo lý và chân tướng sự thật này,